Xin thân mến kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn đây là hai mẫu dây AV cực kỳ là hot, được rất nhiều các bác và anh em yêu thích về chất lượng, về mức giá rất là tốt. Đấy. Thế nhưng cũng có khá là nhiều các bác và anh em vẫn đang băn khoăn là chưa biết nên lựa chọn dây tín hiệu Hitachi hay là dây của Monstercraft. Thì hôm nay em thực hiện một video clip theo yêu cầu của một số anh em, đó là so sánh giữa hai mẫu dây này để anh em có một cái nhìn chi tiết hơn, khách quan hơn về hai dòng dây này các bác và anh em nhé. Đầu tiên là dây AV Hitachi, em sẽ lấy một cặp để các bác và anh em cùng theo dõi ở đây. Đấy. Thứ nhất là về tổng quan bên ngoài, khi anh em cầm những bộ dây AV là trên tay này, cảm giác được cái sự chắc chắn đáng đồng tiền anh em bỏ ra. Đấy. Quý vị mà đang chơi những bộ dây mà tầm trung rồi và chuyển sang cầm bộ dây này vẫn cảm giác nó khác, cầm cái dây nó thích hơn rất là nhiều, chắc chắn hơn. Đấy là cái cảm giác khi anh em cầm bên ngoài nhá. Về chi tiết hơn về từng cái đầu jack, đây là jack Hitachi các bác và anh em cùng theo dõi. Ở đây thì em cũng có chuẩn bị sẵn một cái đầu jack cắm như này, tháo ra là anh em xem. Sau đó đến lõi dây. Đây là cái vỏ. Đấy, tiếp đến này, chân bên trong anh em xem, tất cả chân đồng này, phần là đầu jack, đây là phần đầu jack các bác và anh em có thể thấy cái jack này thì cắm rất là êm ái nha. Khi anh em cắm vào thiết bị chân RCA chắc chắn và là không bị cứng, cắm rút rất êm ái, anh em thấy cái độ mút chúng ta sử dụng. Đặc biệt là cái vấn đề về dây dẫn, dây Protedia. Đây là một thương hiệu của Nhật. Protedia và Hitachi là một các bác và anh em nhá. Bên ngoài một cái lớp vỏ màu xám hoặc là màu ghi, rất là bền bỉ và chắc chắn. Đây là một cái lõi dây em đã chuẩn bị sẵn cho các bác và anh em. Lớp lưới chống nhiễu này rất là dày đây nhá. Và bên trong là bốn lõi dẫn đồng mạ bạc, rất là mượt anh em nhá. Còn đối với dây của Monstercraft, Protedia và Hitachi đều là thương hiệu của Nhật anh em nhé, còn Monstercraft là thương hiệu của Mỹ. Đây là một bộ dây Monstercraft khi anh em cầm trên tay, mềm mại hơn rất là nhiều so với dây Hitachi, mềm mại hơn này anh em nhé. Đấy, rất sướng. Quý vị cùng xem thông số trên dây Protedia Monster. Và đầu jack cắm đây là đầu jack cắm RCA của dây Mastercard, jack này của Kimbercap của Mỹ anh em nhé. Thân bên trong quý vị xem cái jack này từ trong ra ngoài. Cắm này cũng rất là êm. Mút nha. Kết cấu thằng này thì sẽ có như này này, một lớp lưới đồng này bên ngoài này, tiếp đến là lớp nhựa này, lớp Teflon này và bên trong là lõi đồng. Đây dù dạng kết cấu đồng trục và không phải sợi đồng cứng nhé, mà rất nhiều sợi đồng nhỏ như này. Quý vị xem so sánh hai dây. Một thằng là thiết kế lõi đồng hết, một thằng là đồng mạ bạc và thiết kế dạng đồng trục. Thì quý vị và các bạn chơi âm thanh lâu năm thì nhìn cái kết cấu này cũng đoán được là âm thanh của nó cũng sẽ khác biệt. Dây đồng thì luôn là cho cái tiếng bass của nó dày, ấm. Còn dây mạ bạc thì cái dải cao của nó tốt hơn. Đặc tính là như vậy, đặc tính của dòng dây bạc hoặc dây mạ bạc là dải cao, dải chép hoặc là dải trung cao, nó sáng hơn. Nên là những dòng dây mạ bạc thường được em hay chơi ở những bộ dàn âm thanh cổ, như là đầu băng cối này, hoặc những dòng loa CS88A, 99A, những dòng loa AR chẳng hạn thì rất thích chơi dòng dây bạc. Vì những dòng loa cổ đó tiếng chép của nó hơi hơi bí. Nhiều anh em thích cái nhạc cụ nó leng keng hơn, anh em sẽ lựa chọn dòng dây bạc. Đến độ chi tiết của nó rất tốt, đặc biệt là dải cao. Còn dòng mà dây đồng như này, đặc biệt là cái kết cấu của đồng trục như này, là tiếng bass của nó rất sâu và gọn, phù hợp với những bộ dàn mà muốn cải thiện cái dải bass anh em nhá. Đấy. Có một số anh em lại hỏi em rằng là dây tín hiệu được mấy ly, tại sao lại như vậy? Dây tín hiệu nó truyền tín hiệu
ở mức tín hiệu cường độ thấp từ các nguồn phát như đầu CD, đầu giải mã, đầu băng cối đi ra, tín hiệu của nó vô cùng nhỏ. Nên là cái lõi dây thiết kế để đảm bảo chống nhiễu và truyền dẫn tín hiệu hiệu quả là không thiết kế lõi to như dây loa. Dây loa là nó truyền dẫn từ cục đẩy, từ âm ly đã được khuếch đại rồi, đã được những con sò nó khuếch đại lên rất lớn rồi, nên cường độ lớn. Nên là lõi dây loa cần phải to, nhưng dây tín hiệu thì không cần to, đảm bảo truyền tín hiệu ổn định, chống nhiễu tốt. Đây em nhìn này, những cái lớp lứa chống nhiễu này. Nên là anh em nào mà bảo dây tín hiệu được mấy ly ở bên trong là chắc là anh em cũng chưa tìm hiểu kỹ bản chất của dây AV. Nên là dòng dây AV kể cả dây xịn, dây to, em nhìn bên ngoài to ngón tay này, khi tách ra nhé, cái lõi của nó, lõi dẫn của nó này, nó rất là nhỏ, nó cần bảo toàn năng lượng tốt và không suy hao. Đấy là cái tính chất của dây tín hiệu. Và đặc biệt là dòng dây âm thanh này có một cái mà không phải dòng dây nào cũng đem đến được, đó là giàu nhạc tính. Nhiều dây truyền tín hiệu rất tốt, thế nhưng mà khi nghe vào thì nhạc tính của nó không có, thì anh em nghe cảm thấy nó hơi bị thô, nó không sống động. Đấy là một cái nhá. Rồi bây giờ thì giá thì em cũng báo giá dòng dây này rồi, rất là nhiều rồi. Cái dòng dây này thì về chiều dài tiêu chuẩn là 1 mét, anh em cần ngắn hơn hoặc là dài hơn thì cũng có, nhưng mà thông thường tiêu chuẩn sẽ là 1 mét như này. Một bộ dây AV Hitachi đồng mạ bạc của Nhật như này, có giá là 250.000 đồng một bộ, miễn phí giao hàng toàn quốc. Còn dây AV của Monster Cap, đấy, anh em muốn cải thiện cái tiếng bass hoặc là âm trung âm nó dày dặn một chút thì dùng dây đồng như này, giá 230.000 đồng và cũng được miễn phí giao hàng. Không biết các bác và anh em đã yêu thích cái dòng dây nào hơn thì có thể comment phía dưới nhá. Còn về giá thì em cũng có báo các bác và anh em rồi, bên em giao hàng toàn quốc, anh em nhận hàng kiểm tra hàng mới phải thanh toán các bác và anh em nhá. Cảm ơn các bác và anh em.